Tiếp theo mình sẽ đến với phần ngữ pháp đầu tiên của chúng ta, đó là câu vị ngữ danh từ. Tiếng Trung mình sẽ nói là 名词谓语句, 名词谓语句, câu vị ngữ danh từ. Thì câu vị ngữ danh từ là câu như thế nào đây? Mình sẽ cùng nhau đến với khái niệm của nó. Câu vị ngữ danh từ là câu mà có cái thành phần vị ngữ do các danh từ, các cụm danh từ, số lượng từ hoặc là từ chỉ thời gian đảm nhận. Tức là cái câu của chúng ta cái có cái thành phần vị ngữ sẽ thường là do một danh từ này, một cụm danh từ hoặc là từ chỉ số lượng hoặc là từ chỉ thời gian đảm nhận. Đây mình sẽ có cái cấu trúc của cái câu vị ngữ danh từ như thế này. Cấu trúc của chúng ta trong tiếng Trung thì một cái câu cơ bản sẽ bao thường gồm có chủ ngữ, vị ngữ đúng không? Chủ vị. Và cái phần đây cô có S tức là chủ ngữ, còn N là phần vị ngữ của nó. Và trong cái phần N này, cái phần vị ngữ đấy sẽ là thường là do các danh từ này hoặc là cụm danh từ hoặc từ chỉ số lượng hoặc từ chỉ thời gian đảm nhận. Đó là dạng khẳng định. Còn nếu mà là một dạng phủ định thì câu đấy mình sẽ thêm từ phủ vào, phủ sự. Khẳng định thì mình không cần dùng chữ sự trong câu vị ngữ danh từ các bạn nhá. Nhưng mà phủ định thì các bạn phải mượn thêm cái từ phủ sự vào, phủ sự. Ở đây cô có ví dụ cho các bạn. Ví dụ một là gì đấy? Chín thiên chỉ họ. Câu hỏi về ngày đúng không? Chín thiên chỉ họ. Hôm nay ngày bao nhiêu? Và bây trả lời chín thiên sử yue ba họ. Chín thiên sử yue ba họ. Hôm nay ngày bao nhiêu? 18 tháng 10. Đây các bạn thấy ở đây trong câu này mình có chủ ngữ là gì? Chín thiên, tại bảo chín thiên. Và vị ngữ là sử yue ba họ. Sử yue ba họ này thì là một cái cụm từ chỉ thời gian đúng không các bạn? Và đừng quên vai trò là vị ngữ trong câu này. Sử yue ba họ. Và đây là câu khẳng định nên là mình không cần có chữ sự vào luôn, mình nói luôn chủ ngữ đến vị ngữ luôn là chín thiên sử yue sử ba họ, được chưa? Và câu số 2 mình có là gì đây? Của Trung Quốc nhân, ta Mỹ Quốc nhân, tôi là người Trung Quốc, anh ấy là người Mỹ. Thực ra về cái câu cách diễn đạt quốc tịch của chúng ta mình thường đã học rồi, mình có thể thêm chữ sự vào là 我是 Trung Quốc nhân, 他是 Mỹ Quốc nhân, đúng không? Nhưng mà lúc đấy thì hai cái cách diễn đạt của nó vẫn đúng, nhưng mà xét về ngữ pháp thì nó sẽ thuộc hai dạng câu khác nhau đúng không? Và câu hôm nay chúng ta học thì là câu vị ngữ danh từ, 名词谓语句, cho nên là trong trường hợp này mình không cần có chữ sự nữa. Nó luôn là của Trung Quốc nhân, 他美国人 để diễn đạt cái phần vị ngữ ở chợ. 好